chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm kinh doanh online qua những bài học thực tế, những bài học kinh doanh khởi nghiệp giá trị. Đăng ký ngay channel YouTube Trần Thịnh Lâm. Liên đăng ký được trích dẫn ngay dưới mô tả video này. Nhà bán lẻ Việt để lộ V-Smart Life, giá tầm trung Snapdragon 675, 3 camera 48MP, cảm biến vân tay dưới màn hình, pin 4000mAh. Sau V-Smart B, thông tin về mẫu V-Smart Life thuộc phân khúc tầm trung tiếp tục bị rò rỉ bởi một đối tác của V-Smart. Thương hiệu smartphone Việt của tập đoàn Vingroup mang tên V-Smart từng tuyên bố sẽ tung ra 10 smartphone trong năm 2019. Gần 8 tháng đã trôi qua, tuy nhiên V-Smart vẫn chưa có một sản phẩm mới nào. Vì vậy, nếu theo đúng lộ trình, 4 tháng cuối năm sẽ là khoảng thời gian rất bận rộn với thương hiệu này. Tuần trước, chúng tôi đã gửi đến các bạn những hình ảnh và thông tin đầu tiên của chiếc V-Smart B, một sản phẩm không nổi bật ở cấu hình và tính năng nhưng bù lại có mức giá cực rẻ. V-Smart B do chính Vingroup để lộ, khi trong email nội bộ Vingroup tuyên bố gửi tặng chiếc máy này tới cán bộ nhân viên. Mới đây, thêm một mẫu smartphone V-Smart là V-Smart Life đã tiếp tục rò rỉ. Đáng nói, V-Smart Life bị để lộ bởi chính đối tác của V-Smart là hệ thống bán lẻ Cellphone S. Hồi năm ngoái, những mẫu smartphone đầu tiên của V-Smart là Active 1, Active 1 Cộng, Joy 1 và Joy 1 Cộng cũng bị để lộ bởi Thế Giới Di Động trước ngày ra mắt. Mẫu smartphone mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của V-Smart với chip Snapdragon 675. Theo thông tin được đăng tải trên website của Cellphone S, V-Smart Life sẽ được trang bị chip Snapdragon 675, dung lượng RAM 4GB hoặc 6GB và màn hình AMOLED 6.2 inch độ phân giải Full HD+. Công cụ Benchmark Geekbench đã một lần nữa xác nhận cấu hình này. Qua đó, V-Smart Life đạt 2.395 điểm đơn nhân và 6.657 điểm đa nhân. Với chip Snapdragon 675, V-Smart Life sẽ trở thành mẫu smartphone mạnh mẽ nhất từ trước đến nay mà V-Smart từng tung ra. Trước đó, những mẫu Active 1 và Active 1 Cộng sử dụng chip Snapdragon 660. Viên pin của V-Smart Life có dung lượng 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh WeChat. Dung lượng pin lớn này được kỳ vọng sẽ đem đến cho người dùng thời lượng sử dụng tương đối thoải mái. Smartphone đầu tiên của V-Smart với hệ thống 3 camera, cảm biến vân tay dưới màn hình. V-Smart Life là smartphone đầu tiên của V-Smart được trang bị hệ thống 3 camera, nâng cấp so với camera kép trên Active 1 và Active 1 Cộng. Cụ thể, 3 camera của V-Smart Life có độ phân giải 48MP, 8MP và 5MP, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và chụp ảnh góc siêu rộng. Camera selfie của V-Smart Life có độ phân giải 20MP, tích hợp AI để làm đẹp. Không chỉ camera, V-Smart Life còn là smartphone đầu tiên của V-Smart có cảm biến vân tay dưới màn hình, rất có thể là dạng quang học. Mức giá tầm trung. Website của Cellphone S viết, V-Smart Life được nhà sản xuất định hướng ở phân khúc tầm trung và được tập đoàn Vingroup ra mắt sau thành công của thế hệ V-Smart Active vào năm 2018. Trước đó, mẫu V-Smart Active 1 Cộng được đặt giá bán ở mức 6.290.000 đồng, vì vậy có thể kỳ vọng rằng V-Smart Life sẽ ở trong khoảng giá này. Cần lưu ý rằng V-Smart Life có hai phiên bản RAM 4GB và 6GB, vậy nên phiên bản RAM 6GB giá có thể cao hơn một chút. Từ Zhang.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.